Chào mừng mọi người quay trở lại với Lê Cường GSC với chuyên mục chia sẻ kiến thức xây dựng. Hôm nay sẽ là bài học về nguyên nhân bê tông bị rỗ. Thứ nhất, do tỷ lệ không hợp lý giữa các thành phần vật liệu liên kết trong một mét khối bê tông gồm xi măng, cát, đá xây dựng, chất phụ gia. Ví dụ như sử dụng cát quá nhiều hay kích thước đá sỏi không đều, gây phát sinh lượng lớn bọt khí sau khi tháo cốt pha, dẫn đến hiện tượng bê tông bị rỗ. Nguyên nhân thứ hai là việc hòa trộn cốt liệu không đều, quá khô hoặc quá ướt có thể dẫn đến hiện tượng bê tông bị rỗ. Nếu đổ bê tông khi trời mưa to sẽ khiến hỗn hợp bị ngập nước và tăng lượng bọt khí, vừa giảm cường độ của bê tông vừa gây ra hiện tượng rỗ lớn trên bề mặt, hoặc khi sử dụng ván khuôn gỗ có độ ẩm cao cũng có thể làm giảm lượng nước từ hỗn hợp bê tông tươi và gây ra tình trạng rỗ. Thứ ba là do quá trình thi công không đảm bảo kỹ thuật, điển hình như việc đầm bê tông không kỹ hoặc chưa tới độ sâu cần thiết, khiến không khí đi vào trong tạo lỗ hổng. Đầm là bước quan trọng để làm chặt kết cấu bê tông khi còn ở dạng vữa, đổ vào khuôn trước khi vật liệu này bắt đầu đông kết. Còn một nguyên nhân cuối cùng đấy là bê tông bị phân tầng, tách lớp, thiếu kết dính. Tình trạng này xảy ra ở một số trường hợp như là đổ bê tông từ độ cao hơn 1,5m, lớp dầm bị ken quá dày, hay là bê tông được vận chuyển đường dài, thành phần bê tông không được trộn đều. Nếu anh chị có nhu cầu tư vấn xây nhà trọn gói, vui lòng liên hệ em Cường với công nghệ Gubim đến từ châu Âu. Hotline 0979 796 219. Lê Cường GSC, tư vấn tận tâm, chất lượng xứng tầm.